Chào mọi người, em lên một con máy cắt cỏ, máy nhỏ xài gia đình đó, có một con 311 phát cược được đó. Phụ kiện kèm theo gồm một lưỡi dao phạm quang á, rồi bắt được típ mới bô rí. Đầu tiên á, lên cây roi bi. Dòng này dòng G á, chụp làm rất là gọn gàng. Em bạn kiểu bá. Kiểu bá. Ruby 2620. Con này 534 ly. Này phát cược phát cỏ đều được á. Cỏ nhiều thì mình phát cược á. Đây. Cách khởi động thì mẹ anh bơm xăng lên. Bơm xăng dưới đây lên, rồi động lé lại. Nhờ công tắc đó. Tắt bật đấy. Nó nổ thì mẹ chỉ giật là nó nổ thôi. Còn này Hitter 68 bằng 1.3. Hitter 68 1.3. Thích máy con. Đẹp liên lạc á. Tiếp theo con em bằng 1.1. Con này máy 22 đó. Con này 530 ly. Mẹn xa gia đình gọn nhẹ. Con này tầm 3,5 kg đó. Con này có cá bọp hề này. Này tay cá bọp hề luôn á. Không tắt thế này luôn. Tay cầm nhỏ gọn. Em bằng 1.1 á. Mũ bơm nó dưới này. Bơm xăng lên. Đóng lé lại. Nó nổ lên nó thì Việt Nam nó nổ đó. Này con này 1.1. Này dòng này đêm mới dễ nổ. Tiếp theo con này bằng 1.5 kg á. Dòng này thì mạnh phát cược á. Phát dao ok. Này em đã lên chế 2 kim nè. Chế 2 kim nè. Rồi. Khởi động thì mẹn bấm xăng cho nó lên đó. Đồng lé lại. Con này hề cơ bắp nên nó
mà anh phạt nhiều á, phạt giá phạt cược phạt nhiều với nó này. Công tắc thì nó nằm đấy. Đồ lên đi đặng ra lại này. Khi nó nổ thì nhật là nó nổ đó. Hôm nay em bán 1,5 triệu nhé. Nay em tay ra bọc em lên đó. Cuối cùng hôm nay là con Maruyama 23. Con lên 532. Này công tắc năm đầy á, tắc năm đầy em bạc kiều hải, con này gọn nhẹ lắm, trọng lượng tầm 4 kg đó, về bên phát giáo á, đây lẻ này, bơm vụ bơm xăng cho nó lên, rồi dịch đó. Nhẹ nổ lắm. Giờ hơi nhỏ. Tí hơi nhỏ. Tăng ga lên tí.
là con em đạt kiểu 2 á. Công tắc nó làm đấy á. Nhỏ Maru, nhỏ gòn.